Rồi chiều nay mình tính ăn cơm với gì mình? Thôi, để tôi đi bán mớ rau. Luộc ăn đi. Thượng anh em chí cốt được một mớ. Hôm nay nhất định phải đi gỡ lại mới được. Cái thằng nó hẹn mình hồi sáng tới bây giờ mình chưa ra nữa trời. Ê, tới nè mày. Ê, đây nè. Mày hẹn hai thằng ở đây rồi có ai theo mày không? Mày bị điên hả? Hôm nay tao đi có một mình nè, dắt chi cho đông mà nó la làng cho bị phát hiện hay gì? Ừ, vậy thì được, vô vấn đề chính mày. Rồi, vô. À, 1, 2, 3. 1, 2, 3, vô. Vô, vô. Chúng mà. Vô. Xuất. Vô ra cho. Chạy, chạy, chạy. 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 Chạy mới được. Yeah. Trời ơi, trời lớn mà nằm sớm vậy trời. Không cần nói nhiều mày, lúa. Sao mình xui. Giỏi quá con, lát về ba thử nghe. Mình ơi, đem đồ ăn găng mình ơi. Này mình ăn cơm đi mình. Nhà mình chỉ còn có gì ăn thôi đó, chứ không còn cái gì nữa ăn hết chứ. Gạo thì cũng hết luôn rồi đó. Thôi thì mình ăn đỡ đi. Khi nào có tiền thì tôi sẽ mua cá, mua gà cho mình ăn. À, bụng tôi sắp xanh nữa nè, mà giờ tiền bạc là không có nữa. Thì ăn đi. Thì từ từ để tôi ráng, tôi xây sở cho. Mình ăn đi mình. Thì tôi biết rồi. Thì giờ tôi đang cũng tính toán cho đầu quá trời nè, đầu tôi giờ đang nhức quá trời luôn. Ông thấy không, tôi sắp sanh rồi nè, mà ngày nào cũng ăn rau gì nè, lấy sức đâu mà tôi đẻ đây. Thôi gán đi, tại tôi thấy mình bữa giờ cũng ít ăn quá. Thôi mình ăn lẻ đi. Đúng rồi, cái này tôi ăn cơm không có vô, không có được gì chứ. Mình ăn đi mình. Tôi cũng no à, cũng hết cơm rồi. Tôi ăn nãy giờ cũng hết luôn rồi. Yeah. Ăn không được không à. Cái dĩa không còn cọng rau, cái chén không còn hộp cơm nữa. Dẹp luôn đi. Tôi ăn gì tôi mới có sức được. Thì bây giờ ông cũng thấy đó, nhà cũng hết tiền, gạo cũng đã hết luôn rồi. Thì ông lo đâu mà kiếm tiền, đợi chứ nữa tôi đi đẻ nè. Thôi được rồi, để tôi qua nhà thằng bạn tôi, mượn nó lâu ít, thử coi sao. Trời ơi, tôi thấy mấy thằng bạn ông là mượn tiền không khi nào mà nó trả hết trơn. À, cứ nói gì hoài. Thằng bạn tôi hồi đó giờ tôi biết, tôi tin tưởng nó. Thôi dẹp đi, nói nhiều quá. Để tôi đi qua bển. Chỗ thằng bạn mình ở sao mà nhà lầu không vậy trời? Mày đi kiếm ai? À, anh ơi, cho tôi hỏi, có phải nhà của anh gấu không anh? Đúng rồi, có gì không? Anh cho tôi gặp anh gấu một chút xíu anh. Được rồi, đứng ra đi, đợi tao một xíu. Dạ dạ dạ, rồi rồi rồi. Gấu, có thằng áo màu ba kiếm anh kìa. Sao lâu dữ ta. Mày ra mày nói với nó, tao không có quen nó. Mày đuổi nó về giùm tao luôn đi. Rồi anh gấu nói sao anh? Anh gấu nói không quen mày, kêu mày đi về đi. Anh vô anh nói với anh gấu giùm. Tôi là Phong, hồi đó có anh em với anh gấu đó. Hồi đó anh em với tôi thân lắm, tôi có giúp đỡ anh gấu nữa. Không có Phong nào đây hết trơn á, phiền quá, đi về đi. Tao vô à. Đây tao có nhiêu đây thôi. Chung là giúp mày được nhiêu thì mày giúp. Thôi rồi rồi. Thôi tôi về nha anh.